lại gần hôn anh. Anh sẽ để mặt trời lại gần hôn anh. Anh cho em tô bánh canh. Giờ còn đôi ta, đây là núi kia là nhà. Giờ còn đôi ta, em có muốn đi đâu xa. Ok các bạn, chắc nhiều bạn biết bài Một đêm say đúng không? Lúc nãy mình chế lời hát cho vui thôi. Thì hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách mình áp dụng hai cái hợp âm mở rộng, hay mà các bạn chơi nghiệp dư thì hay gọi là hợp âm màu á ha, vào trong cái bài này. Cái bài này thì nó chỉ có 3 hợp âm đánh xuyên suốt bài. Nếu đúng như bản gốc thì nó đánh là la trưởng các bạn. Nhưng mà mình cái giọng mình hát không có tới, hạ xuống mi trưởng. Thì từ mi trưởng này á, qua cái hợp âm khác xong mình áp dụng vô cái hợp âm mở rộng thì nghe nó cũng rất là hay. Thì nếu đúng thì các bạn đánh cơ bản nó như thế này thôi. Mi trưởng, đô thăng thứ, và cuối cùng là la trưởng. Đó, nguyên cái bài nó có 3 hợp âm thôi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi hai cái hợp âm để các bạn đánh nghe cho nó bay bay, nó màu sắc hơn ha. Thì đầu tiên cái hợp âm là đô thăng thứ, chúng ta sẽ thay đổi nó sang hợp âm là đô thăng thứ bảy bát son thăng. Nghe nó hơi phức tạp ha, nhưng mà thật ra nó cũng không phức tạp lắm. Cách bấm của các bạn như sau. Ngón trỏ các bạn bấm vô hai dây, dây số 6 và dây số 5 ngang ngang 4 ha. Dây 6 và 5 ngang 4 các bạn chặn luôn như thế này nha. Rồi, ngón đeo nhẫn và ngón út các bạn bấm vô ngang 6, ngang 6 của dây số 3 và dây số 4. Đó. Vậy coi như chúng ta bấm 4 dây ha. Đó, còn dây 1, dây 2 thì chúng ta không bấm, chúng ta để nó tự nhiên. Tự nhiên. Rồi, bây giờ mình sẽ bấm như thế này ha. Đô thăng thứ 7 bát son thăng. Đó. Thì hợp âm này mình sẽ đánh thế cho hợp âm là đô thăng thứ lúc nãy ha. Rồi, tiếp theo, hợp âm la trưởng, theo đúng la trưởng. Thì bây giờ mình đánh khác một tí, mình bấm y chang như vậy luôn. Chỉ khác một tí là cái ngón trỏ các bạn không chặn hết các dây, mà các bạn chỉ bấm vô cái ngăn 5 của dây 6 thôi. Ha. Cái phần phía dưới này nè, các bạn không có chặn vô dây 1, dây 2 ha. Các bạn bấm như thế này thôi, để cho dây 1, dây 2 nó vẫn ngân ra bình thường. Thì đánh từ trên xuống. Đó, thì gọi là La at night ha. Gọi là la thêm bậc chính đó các bạn, La at night. Đó, thì bây giờ cái vòng âm chúng ta đánh lại nó như sau ha. Mi trưởng, qua là đô thăng thứ 7 bát son thăng ha. Sau đó qua là la át này. Các bạn nghe nó bay hơn rất nhiều ha. Rồi, hy vọng là một phần nhỏ này sẽ giúp ích cho các bạn trong việc biết thêm một hợp âm và áp dụng cái hợp âm mở rộng vào trong cái điểm hát ha. Thì các bạn nếu yêu thích có thể bấm vào cái link trên YouTube kênh Guitar for Freedom của Khoa để xem một cái clip đầy đủ hơn, hoặc là những clip hướng dẫn chơi đàn guitar thùng, guitar điện, điểm hát solo rất là nhiều ha. Xin chào và hẹn gặp lại.